Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với Chuyện Hồng Chơi. Thì đây cũng là một con xe mà rất lâu rồi mà mình cũng chưa có dịp quay, vì thật sự là về xe nào là bán hết xe đấy rồi. Toyota Hilux phiên bản cao cấp nhất mà anh em xe hay gọi là HQ ấy. 913 triệu đồng. So với đối thủ mạnh nhất thì hiện nay là Ford Ranger Wildtrak phiên bản 2 cầu 925 triệu đồng. Tuy nhiên thì từ khoảng tháng 7 tháng 8 thì Ford Việt Nam cũng đã chính thức chuyển Ford Ranger toàn bộ những đầu xe trừ Ranger Raptor thành xe lắp ráp trong nước. Và thật sự là doanh số cũng chưa thực sự quá ấn tượng với kỳ vọng. Thì hiện nay một số tất cả đầu xe bán tải chúng ta đều là đầu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và Toyota Hilux cũng vậy. Thật sự là có một khác biệt khá lớn và chương trình khuyến mại của hai dòng xe này. Khi mà với việc chuyển sang lắp ráp trong nước thì Ford Ranger này đang bán 925 triệu, dao động vào khoảng 60 đến 65 triệu đồng giảm giá tiền mặt và tặng kèm phụ kiện theo xe. Còn phiên bản Toyota Hilux cao cấp nhất này thì hiện nay giá bán tại từng thời điểm và theo màu sắc thì quý anh chị vui lòng lại trực tiếp với em, có like đang đính kèm trên màn hình. Rồi, giá cả và giá bán là vậy, thì mình điểm nhanh qua một số công nghệ và ưu nhược điểm của mẫu xe này. Thì đầu tiên chúng ta cứ nói về chiếc xe bán tải, là nói về cái động cơ. Hilux phiên bản cao cấp nhất là được trang bị động cơ 2.8. Thật ra là cũng có một chút turbo, tuy nhiên thì đây là động cơ trái tim của Toyota Hilux phiên bản cao cấp nhất. Không phải là động cơ turbo tăng áp giống như trên Ford Ranger. Một ưu điểm của Toyota Hilux mà do Toyota Việt Nam công bố thì mô men xoắn, cái sức kéo mà đặc trưng cho dòng bán tải hiện nay là cao nhất tại phân khúc với 500 Nm. Tuy nhiên thì khoang động cơ chúng ta vẫn có một số cái điểm hơi buồn, ví dụ như là thanh chưa có thanh thủy lực này. Thực sự là cái việc làm những cái che chắn và cách âm như này nó cũng không quá dày dặn giống như ở trên. Rồi về phần công nghệ đầu xe thì chắc chắn rồi, với phiên bản cao cấp nhất và gần 1 tỷ đồng, chúng ta được trang bị hệ thống đèn mẹ đèn này là đèn halogen hay đèn đấy đấy, toàn bộ là đèn full LED với đây cầu bi LED này, xi nhan LED này, pha cốt hay đèn sương mù, chúng ta toàn bộ là full LED hết, hoàn toàn là không có halogen hay ngoài ra từ khoảng năm 2020 những công nghệ như là Toyota Safety Sense này hay cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo hỗ trợ bù làn đường cũng được trang bị trên dòng Toyota Cross cũng như là Toyota Fortuner, Toyota Hilux, đúng không ạ? Ẩn sau cái logo 3D này, đây là logo 3D mới đây, thì chúng ta có một radar cảnh báo va chạm kết hợp luôn ở trong logo nhé. Ngoài ra ở phía đây quý anh chị thấy trên phía gương chiếu hậu này, đó nó sẽ có thêm một camera hồng ngoại căn kẻ vạch giữ làn đường. Đó. Với một chiếc xe gần 1 tỷ và thật sự là tính năng công nghệ không khác biệt quá nhiều so với Ford Ranger, thì nó đều được trang bị cảnh báo radar này, lệch làn đường này, công nghệ đèn full LED tự động đóng mở đèn pha cốt, đúng không ạ? Thì quý anh chị thấy thế nào? Khác biệt cơ bản lớn nhất hiện nay có thể nói là về nguồn gốc xuất xứ, khi đa phần với những mẫu xe có giá trị lớn thì nguồn gốc nhập khẩu bao giờ cũng được người Việt Nam rất là ưu tiên sử dụng. Tất nhiên thì đi kèm với đó là một giá bán cũng chênh lệch khá là nhiều. Đó. Về phần thân xe thì chắc chắn rồi, đây vẫn được trang bị chìa khóa thông minh này. Đó, bậc bước lên xuống này. Cái này chỉ thiếu chỉ thiếu nẹp bước chân thôi, có đèn thôi, còn nẹp bước chân thường chống xước cũng được trang bị trên này rồi. Khá là hay.
Rồi, giống như trên các phiên bản xe khác hay Ford Ranger thì phiên bản cao cấp nhất chúng ta được trang bị thêm một lót thùng cao su cũng như là một thanh thể thao. Đó. Ở đây toàn bộ là nguyên bản theo xe và chúng ta có thể thấy là giống như ở trên Raptor hay trên Oytech thì phiên bản Hilux cao cấp nhất này cũng được trang bị một thanh trợ lực ở phía đuôi xe. Cái này giúp cho việc chúng ta nâng hạ, đóng mở thùng bằng một tay cũng rất là đơn giản. Camera lùi, cảm biến theo xe thì chắc chắn là được trang bị rồi. Đó, những cái này là cơ bản và toàn bộ những mẫu xe này đều có. Tuy nhiên thì Wichách hay những công nghệ trên Ford ấy nó sẽ hay hơn ở một điểm là đây. Với Wichách chúng ta có 6 cảm biến quanh xe và thường đi kèm với cái công nghệ như là hỗ trợ lùi đỗ vào chuồng đúng không ạ? Còn trên Tota thì nó đơn thuần chỉ là cảm biến thôi, cảnh báo thôi. Mình vào trong xe. Ghế điện, hai cầu cài cầu điện, hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Cái này thì chắc chắn là phải có ở trên những cái đầu xe bán tải đúng không ạ? Bất kỳ anh em nào đã mua bán tải, đã chơi bán tải đến cái tầm giá khoảng 1 tỷ thì không chỉ để đi lại và vận chuyển, nó còn là đi công nghệ giao lưu đi chơi đúng không ạ? Hội nhóm thì thật sự là đây cũng là một cái có thể nói là thụt lùi hơn so với phiên bản Ford Ranger. Khi mà về mặt nội thất, cảm quan đánh giá thì thật sự là nó không được khỏe khoắn và bề thế giống như cái dòng bán tải của Mỹ được. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có đầy đủ tính năng công nghệ. Đó, điều khiển đàm thoại rảnh tay này, lệch làn đường này. Tuy nhiên thì cũng có một số điểm đáng để khen ở trên Tota. Chúng ta có hệ thống loa JBL này, đúng không? Loa rất là cao cấp. Và ngoài ra chúng ta có chế độ lái Eco và Power Mode. Đây, gài cầu hay hỗ trợ đổ đèo leo dốc. Hai cầu nhanh, hai cầu chậm này. Điều hòa, chắc chắn là điều hòa tự động rồi. Khởi động Start Stop. Một số tính năng chống chói tự động hay điều khiển đàm thoại. Tuy nhiên thì thật sự với những dòng bán tải mà công nghệ cao hiện nay thì cái việc sử dụng đồng hồ analog mà chỉ kết hợp một màn hình điện tử này cũng gọi là khá đuối so với những cái đối thủ cạnh tranh hiện nay. Rồi, 913 triệu lanh bánh đâu đó vào khoảng gần 1 tỷ. Để có cái lựa chọn tốt nhất về những cái đầu xe bán tải như là Triton này, Ford Ranger này, Toyota Hilux thì quý anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe có thể liên hệ trực tiếp với mình qua line đang đính kèm trên màn hình. Đánh giá nhanh và cập nhật thêm về một số những cái giá bán, đặc biệt là với màu trắng nhé. Toyota thì màu trắng chúng ta sẽ cộng lên khoảng 8 triệu đồng cho những cái đầu xe như là Cross, Hilux, Fortuner. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.